Nhìn kìa, đó là gia đình ngón tay người lùn. Người lùn cha, người lùn cha bán ở đâu? Tớ ở đây, bạn có khác không? Chúc Giáng sinh vui vẻ đến mọi người từ những người lùn chúng tôi. Đó là Giáng sinh và các thành viên của nông trại đang tận hưởng ngày lễ. Cùng nhau ta chúc Merry Christmas. Cùng nhau ta chúc Merry Christmas. Cùng nhau ta chúc Merry Christmas. Và một năm mới lại sang. Cùng chúc nhau an lành. Bạn sẽ luôn khỏe mạnh. Ta chúc nhau thật hạnh phúc và một năm mới bình an. Hãy mang cho tôi chiếc bánh pudding. Hãy mang cho tôi chiếc bánh pudding. Hãy mang cho tôi chiếc bánh pudding. Và hãy mang nó. Cùng chúc nhau an lành, bạn sẽ luôn khỏe mạnh. Ta chúc nhau thật hạnh phúc và một năm mới đẹp tươi. Hãy mang cho tôi ít thức ăn nào. Hãy mang cho tôi ít thức ăn nào. Hãy mang cho tôi ít thức ăn
và hãy mang nó lại đây. Cùng chúc nhau an lành, bạn sẽ luôn khỏe mạnh. Ta chúc nhau thật hạnh phúc và một năm mới bình an. Các thành viên trong trang trại chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và một năm mới hạnh phúc. Các Fami, hãy học cách chuẩn bị sẵn sàng vào buổi sáng nhé. Chạy nhìn vào màu sắc tuyệt đẹp của các cầu vồng nào. Này chạm tiếng sắc màu lam xanh với sắc vàng, đó với sắc cam ta có cầu vồng. Này chạm tiếng sắc màu lam xanh với sắc vàng, đó với sắc cam ta có vòng. Đếm những màu sắc có 7 màu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Này chạm tiếng sắc màu lam xanh với sắc vàng, đó với sắc cam ta có cầu vồng. Này chạm tím sắc màu lam xanh với sắc vàng, đó với sắc cam ta có cầu vồng. Là những màu gì nhỉ? Tím, chàm, lam, lục, vàng, cam và đỏ. Này chạm tím sắc màu lam xanh với sắc vàng, đó với sắc cam ta có cầu vồng. Này chạm tím sắc màu lam xanh với sắc vàng, đó với
sắc cam ta có cầu vồng. Thật là vui, hãy chờ một cầu vồng khác sớm xuất hiện. Này các em, hãy đi gặp các phương tiện giao thông cùng với các Famis nào. Bọn mình chào ông taxi, Famis xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Tìm và tìm hành khách nếu cần và chờ anh ta đến đó. Chúc ông vui vẻ và may mắn nhiều. Mình chào xe buýt này, Fami xin chào. Chị làm gì thế và đi đâu vậy? Mình chờ bọn trẻ đến trường học và đưa đón. Bye bye xe buýt và chúc lái an toàn. Mình chào ngài xe chữa cháy này, Fami xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Mèo kẹt trên cây cần tôi đến giúp. Bye bye xe cứu hỏa và hãy giữ thân mình. Bọn mình chào phi cơ này, Fami xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Mình vận chuyển hàng hóa nhiều nơi trên thế giới. Hãy nhanh lên máy bay này và chúng mình sẽ gặp lại. Chào ngài tàu thủy đến chốn này, Fami xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Mình chờ nhiều khách cùng ra biển lớn và sẽ gặp lại nhau mỗi khi chẳng làm gì. Thật là vui khi được gặp các phương tiện vận tải phải không? Hẹn sớm gặp lại cùng các Famis nhé. Tạm biệt. Hãy gặp chú chuột và chú mèo. Chuột thì ở dưới bàn, bàn ở trên chuột đó. Nhanh 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 đến để bắt bàn mèo. Chuột thì ở dưới bàn, bàn ở trên chuột đó. Nhanh 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 đến để bắt bàn mèo. Chuột ở sau ghế này, phía trước là sofa. Băng mèo. Chuột ở sau ghế này, phía trước là sofa. Nhanh 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 đến để bắt băng mèo. Chuột ở trong cái chai, chai thì ở ngoài chuột. Nhanh 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 đến để bắt băng mèo. Chuột ở trong cái chai, chai thì ở ngoài chuột. Nhanh 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 đến để bắt băng mèo. Chuột thì ăn bánh ngon, bánh thì nuôi chuột lớn. Nhanh 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 đến để bắt băng mèo. Chuột thì ăn bánh ngon, bánh thì nuôi chuột lớn. Nhanh 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 đến để bắt băng mèo. Chuột ở trên chân đó, dưới chân là chuột đó. Nhanh 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 đến để bắt băng mèo. Chuột ở trên chân đó, chẳng là chuột đó. Nhanh 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 đến để bắt băng mèo. Ho 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 ho, chú chuột luôn luôn vội vàng như vậy.
cẩn thận nhé mọi người, tôi cảm thấy như muốn hắt hơi. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đen quá gần, bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đen quá gần, bạn sẽ bay đi. Cảm thấy muốn hắt hơi và nó chẳng cứng đông giống như một tá ong vô về trên sức đu trong môi tôi. Làm ơn. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đen quá gần, bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Mùi tôi đã chảy nước, tơ nghẹt mùi. Mình chẳng thể dừng được nữa, nào chiếc khăn tay đâu. Chẳng có một thứ chi. Ồ, tôi phải làm gì đây? Tôi sẽ vượt qua thôi. Achoo. Hãy tránh xa. Achoo. Hãy tránh xa. Achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa. Achoo. Hãy tránh xa. Achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Cảm thấy muốn hắt hơi và nó chẳng cứng đông giống như một tá ong vô về trên sức đu trong môi tôi. Làm ơn. Hãy tránh xa. Achoo. Hãy tránh xa. Achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa. Achoo. Hãy tránh xa. Achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Mình thư mọi thư, tơ nghẹt mùi. Bác sĩ hãy cho tôi biết tôi phải làm gì để không rung rinh. Nó sẽ khỏi theo thời gian. Bạn đã bị sốt rồi, hãy uống thuốc. Achoo. Hãy tránh xa. Achoo. Hãy tránh xa. Achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa. Achoo. Hãy tránh xa. Achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Cảm thấy muốn hắt hơi và nó chẳng cứng đông giống như một tá ong vô về trên sức đu trong môi tôi. Làm ơn. Hãy tránh xa. Achoo. Hãy tránh xa. Achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa. Achoo. Hãy tránh xa. Achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Tôi nghĩ cuối cùng nó cũng sẽ khỏi thôi. Achoo. Này các famis, hãy nói cho chúng tôi biết về thời gian trong ngày. Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Số 12 ở cành tai dài. Cái tai kia chỉ ngay số 1. Ô mấy giờ rồi? Đó là 1 giờ. Số 12 ở cành tai dài. Số 2 kia ở ngay tai này. Ô mấy giờ rồi? Đó là 2 giờ. Số 12 ở cành tai dài. Số 3 kia ở ngay tai này. Ô mấy giờ rồi? Đó là 3 giờ. Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Số 12 ở cành tai dài. Cành tai kia chỉ ngay buông này. Ô mấy giờ rồi? Đó là 4 giờ. Số 12 ở cành tai dài. Số 5 kia ở ngay tai này. Ô mấy giờ rồi? Đó là 5 giờ. Số 12 ở cành tai dài. Cành tai kia chỉ ngay sau này. Ô mấy giờ rồi? Đó là 6 giờ.
Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Số 12 ở cành tai dài. Cành tai kia chỉ ngay bay này. Ô mây giờ rồi. Đó là 7 giờ. Số 12 ở cành tai dài. Cành tai kia chỉ ngay 8 này. Ô mây giờ rồi. Đó là 8 giờ. Số 12 ở cành tai dài. Cành tai kia chỉ ngay 9 này. Ô mây giờ rồi. Đó là 9 giờ. Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Số 12 ở cành tai dài. Cành tai kia chỉ ngay số 10. Ô mây giờ rồi. Đó là 10 giờ. Số 12 ở cành tai dài. Cành tai kia chỉ 2 số 1. Ô mây giờ rồi. Đó là 11 giờ. Số 12 ở cành tai dài. Cành tai kia chỉ như tai dài. Ô mây giờ rồi. Đó là 12 giờ. Ticka tocka ticka tocka ticka ticka tick.
Famis, nhìn kìa, đó là ngôi nhà mà Jack đã xây. Ngôi nhà này đây, Jack đã xây. Mặt nhà đây này, ở trong ngôi nhà, Jack đã xây. Mặt nhà kia này, chuột đã ăn, ở trong ngôi nhà, Jack đã xây. Đây là con mèo đã giết con chuột vì ăn mặt nhà, ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Cho con đây này lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt, ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt, ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Nhưng cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt, ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Đang ôm ở đây rất nát và thật lầy, hôn cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt, ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Đây là linh mục đã cao lông cừu, kết hôn cho anh này rất nát và thật lầy, hôn cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt, ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Gà trống ở đây trong đám đông này làm thức linh mục đã cao lông cừu, kết hôn cho anh này rất nát và thật lầy, hôn cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt, ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Người nông dân ở đây gieo cây bắp này làm cho con gà cùng nhau la ca, làm thức linh mục đã cao lông cừu, kết hôn cho anh này rất nát và thật lầy, hôn cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt, ở trong ngôi nhà Jack đã xây. À đây là con ngựa với chó xong và sừng, người nông dân ở đây dọc cây bắp này làm cho con gà cùng nhau la ca, làm thức linh mục đã cao lông cừu, kết hôn cho anh này rất nát và thật lầy, hôn cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt, ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Wow, ngôi nhà của Jack chắc chắn là một câu chuyện dài. Này các em, hãy cùng đón những lời chào nào. Đó là ai? Tớ tên là Hello. Hello tớ xin chào, vui được gặp bạn. Hello tớ xin chào, hello tớ xin chào, hello tớ xin chào, hello tớ xin chào. Đó là ai? Tên là Mr. Hai. Hai tớ xin chào, vui được gặp bạn. Hai tớ xin chào, hai tớ xin chào, hai tớ xin chào, hai tớ xin chào. Đó là ai? Cảm ơn là tớ nè. Cảm ơn tớ xin chào, vui được gặp bạn. Cảm ơn tớ xin chào, cảm ơn tớ xin chào, cảm ơn tớ xin chào, cảm ơn tớ xin chào. Rất vui được chuyện trò. Please, please ơi, please đó là vui.
vui được gặp bạn. Goodbye nhé, chào tạm biệt. Bye Mr. Goodbye. Goodbye nhé, chào tạm biệt. Bye Mr. Goodbye. Lời chào thật vui phải không? Hãy gặp họ lần nữa vào một ngày khác. Này các Famis, xem xe máy cày chạy kìa. Bạn nhìn kìa, cái bánh xe này xoay xoay xoay, nó xoay xoay. Bạn nhìn kìa, xe máy cày này trang trải cầu đi. Cài này xơi xơi xơi, nó cài cài. Bạn nhìn kìa, xe máy cài này trang trải cầu đi. Bạn nhìn kìa, cái xúc xe này nó xúc xúc, nó xúc hoài. Bạn nhìn kìa, xe máy cài này trang trải cầu đi. Bạn nhìn kìa, ống khói xe này nó phun phun, khói phun hoài. Bạn nhìn kìa, xe máy cài này trang trải cầu đi. Bác sĩ, mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Hãy để tôi lấy ngay thân nhiệt với máy đo kê nhiệt của tôi. Sẽ chẳng sao, khỏe lắm nha. Chờ qua lo hay vui lên nào. Chào bác sĩ một lần nữa. Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Con ông không con thấy thế nào? Chẳng phải chích thuốc đâu con à? Chỉ cần con uống nước mát thôi, sẽ ôm thở sẽ tốt hơn nhiều. Trở lại bác sĩ ơi. Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Con lớn lên rất ư khỏe mạnh, đứa trẻ ngoan và cũng khỏe mạnh. Về nhà đi hai bé ơi, chớ có quên nói lời tạm biệt. Tạm biệt bác sĩ. Ba chú heo nhỏ cùng nhau ca hát. Một chú heo nhỏ làm nhà bằng rơm cỏ. Chú heo nhỏ cùng nhau ca hát. Một chú heo nhỏ làm nhà bằng rơm cỏ. Soi dưa đến đây và gõ cửa rất to. Cốc, 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 cốc. Heo con kia mở cửa ra mau. Không, không, ta sẽ không, không mở cửa ra đâu nhé. Đừng làm ta sẽ nói điên, ta thôi bay cả nhà đó nghe. Huh,
phu, phu. Hai chú heo nhỏ cùng nhau sửa chữa, một chú heo nhỏ làm nhà bằng que gỗ. Hai chú heo nhỏ cùng nhau sửa chữa, một chú heo nhỏ làm nhà bằng que gỗ. Xoay dưới đen đầy và gõ cửa rất to. Cốc, 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 cốc. Heo con kia mở cửa ra mau. Không không ta sẽ không không mở cửa ra đâu nha. Đừng làm ta nổi điên, ta thôi bay cả nhà rồi nha. Puff, puff, puff. Gọi to nhanh nhé, anh xây nhà đó bằng nhiều gạch ong. Một chú heo nhỏ gọi to nhanh nhé, anh xây nhà đó bằng nhiều gạch ong. Xoay như đến đây và gõ cửa rất to. Cốc, 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 cốc. Heo con kia mở cửa ra mau. Không không ta sẽ không không mở cửa ra đâu nha. Đừng làm ta sẽ nổi điên, ta thôi bay cái nhà đó nha. Nhưng con sói không thể thổi bay cái nhà, và ba chú heo sống hạnh phúc trong ngôi nhà gạch của mình. Này các Famis, nhìn con tàu tuyệt đẹp đó kìa. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển này đây. Và ổ tơ ca tàu chờ đầy ở đó những điều đẹp tươi. Trang phục ở đó trong cabin tàu này ta đang cầm tay. Cánh buồm trên đó là tấm lụa, cột buồm làm băng vàng tay. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển ngay đây. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển ngay đây. Bông và 20 thủy thủ đoàn họ đứng ở giữa sang kia. Bông và 20 chú trăng tươi dây chuyền trên cổ thật xinh. Thuyền trưởng ở đó là con vịt với chiếc ba lô trên lưng. Và tàu di chuyển thật nhanh là thuyền trưởng nói quạt quạt. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển ngay đây. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển ngay đây. Một buổi sáng thật đáng yêu, hãy đánh thức bọn trẻ dậy. Đã đến lúc đến trường thôi, yeah. Trời sáng hãy thức dậy đi, cố lên. Tắm rửa này con, chơi lười biếng. Con ngủ tiếp nhà, bố mẹ ơi.
trời sáng hãy thức dậy đi vô lần. Tắm rửa này con chớ lười biếng, con ngủ tiếp nha bố mẹ ơi bố ơi. Hãy nhanh ra khỏi giường con ơi, mặt trời đã khỏi đâu chúng ta, bạn bè con đang chờ đợi con. Ngay thế là bán la, các con ngoan đi không được
nhảy trên giường. Ba bé trai con trên giường nhảy ở đây, một nhà lăn té đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ ngay thế là bác la: các con ngoan đi, không được nhảy trên giường. Trên giường nhảy ở đây, một gã lăn té đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ ngay thế là bác la: các con ngoan đi, không được nhảy trên giường. Một bé trai con trên giường nhảy ở đây, cậu ngã lăn té đập vào đầu. Bác sĩ ngay thế là bác la: tất cả bé con đi ngủ nào. Đi nào, các Fami đang có một buổi trình diễn trang phục trái cây. Nhưng chẳng phải sinh nhật con. Mẹ này chúc mừng sinh nhật. Nhưng chẳng phải sinh nhật con. Anh này chúc mừng sinh nhật. Nhưng chẳng phải sinh nhật em. Ôi chị chúc mừng sinh nhật. Nhưng chẳng phải sinh nhật em. Ba này chúc mừng sinh nhật. Mẹ này chúc mừng sinh nhật. Anh này chúc mừng sinh nhật. Ôi chị chúc mừng sinh nhật. Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật. Sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật. Sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật. Sao sinh nhật chẳng tổ chức mỗi ngày được đâu. Sao không nhỉ? Mẹ này nướng ít bánh. Nhưng chẳng phải sinh nhật con. Ba này hay mời khách. Nhưng chẳng phải sinh nhật con. Anh hay mở đèn lên. Nhưng chẳng phải sinh nhật em. Bất ngờ đi chị ơi. Nhưng chẳng phải sinh nhật em. Nướng bánh đi hơi mè. Ba hay mời khách đi. Hay mở đèn đi anh. Bất ngờ đầu hơi chị. Mình chẳng thể tổ
chức mỗi ngày sinh nhật. Sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật. Sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật. Sao không? Sinh nhật chẳng tổ chức mỗi ngày được đâu. Sao không nhỉ? Chúc mừng sinh nhật. Nhưng chẳng phải sinh nhật con. Mẹ này chúc mừng sinh nhật. Nhưng chẳng phải sinh nhật con. Anh này chúc mừng sinh nhật. Nhưng chẳng phải sinh nhật của em. Ôi chị chúc mừng sinh nhật. Ba này chúc mừng sinh nhật. Mẹ này chúc mừng sinh nhật. Anh này chúc mừng sinh nhật. Ôi chị chúc mừng sinh nhật. Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật. Sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật. Sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật. Sao không? Sinh nhật chẳng tổ chức mỗi ngày được đâu. Ôi không. Các Famis, thật là một ngày đẹp trời. Hãy gặp những cây bút chì màu nào. Đó sáng sáng rồi sắc xanh như xanh lá cây, sắc vàng mang ở đây. Tim màu mông đầy sắc đông tuyết rồi vui tươi hồng màu tràn ở đây. Tôi sắc đen đầy sáng trắng tinh đầy sáng ở đây với cây bút màu đẹp tươi. Sáng sáng rồi sắc xanh như xanh lá cây, sắc vàng mang ở đây. Tim màu mộng này sắc trong tim vơi vui tươi hồng màu tràn ở đây. Tôi sắc đen này xanh trong tim này xem ở đây với cây bút màu đẹp tươi. Fami, nhìn em bé ngủ này. Hãy hát cho em nghe một bài hát nhé. Nào em bé nhỏ chẳng nói một lời. Mẹ mua cho em chú chim nhài này. Và con chim đó chẳng nói.
Chúa cho em cái gương để soi, và cái gương đó đã vỡ mất rồi. Mẹ mua cho em chú dê thật ngầu, và nếu con dê không kéo em đi, mẹ mua cho em chiếc xe bò này, và chiếc xe đó nếu nó lắc lư, mẹ mua cho em chú cho và Rover đó chẳng xua một lời. Mẹ mua cho em chiếc xe ngựa này, và chiếc xe đó ngã xuống nơi đây. Con vẫn sẽ mãi luôn là bé con ngọt ngào. Sẽ mãi luôn là bé con ngọt ngào. Chúng ta hãy đi xe đạp, nhưng trông nó có vẻ đáng sợ. Hai cùng lái chẳng thế đâu, thứ nào con nhé, sẽ thứ ngay đây. Mình đang lái này, ồ đúng đây, vâng đúng rồi, vâng đúng rồi. Đây chiếc xe đạp nhỏ xinh xinh, hãy đến ngồi lái đi. Ở đỉnh núi thật cao hay ở thung lũng dưới kia, vượt bao tuyết và mưa, hay lái chậm với nhanh. Đôi non đi này vẫn được thôi, hay đạp nữa đi. Xin, hãy đến ngồi lái đi. Ở đỉnh núi thật cao hay ở thung lũng dưới kia, vượt bao tuyết và mưa, hay lái chậm với nhanh. Con thích không nào? Vâng vâng vâng. Vui phải không? Xin, hãy đến ngồi lái đi. Ở đỉnh núi thật cao hay ở thung lũng dưới kia, vượt bao tuyết và mưa, hay lái chậm với nhanh. Thật vui phải không nào?
hãy để tất cả chúng ta lái xe một lần nữa với các Famis.